Video này được tài trợ bởi 360 Unisex. Thông tin chi tiết chương trình ở phần sau video. Mở đầu bộ phim là cảnh những chú cá heo nô đùa và cười vui với một chú mỏng biển. Theo những gì mà tôi vừa tìm hiểu được về cá heo thì nhiều khả năng là con mỏng biển này sắp bị hiếp dâm tập thể. Nhưng mà đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở dưới lòng đại dương có một vương quốc tuyệt đẹp. Đó không chỉ là nơi sinh sống của những loài sinh vật biển mà còn là nơi sinh sống của tiên cá. 50% người, 50% cá, 100% quân chủ chuyên chế. Cai trị vương quốc dưới lòng biển là đức vua Triton. Người ông nhiều cơ vì ngày nào ông cũng bơi lội. Và ông có nhiều con vì ngày nào ông cũng đi. Ông có tổng cộng 7 người con gái, gồm 3 soprano, 3 nỗi thất vọng và một cô con gái út sắp được giới thiệu sau đây. Ariel, con cừu đen trong gia phả nhà đức vua. Thay vì luyện thanh và làm những việc khác mà một hoàng thân hay làm, Ariel thích dành thời gian để đi thám hiểm đại dương cùng với chú cá nhỏ Flounder. Khác với những người chị của mình, cô là tiên cá duy nhất muốn lên bờ để khám phá về thế giới, để khám phá về con người. Và hôm nay, nơi cô chọn để khám phá là một xác thuyền đắm. Ôi, cái gì đây? Thật là một vật dụng tinh tế mà mình không biết là để làm gì. Ôi, lại cái gì kia? Ariel đang hăng say khám phá thì bỗng một con cá mập xuất hiện. Hàm răng nó sắc như là dao, nó hung dữ như là hổ. Dù dao với hổ là gì thì cũng không chắc lắm. Ariel và Flounder bơi đi thật nhanh. Flounder suýt chút nữa thì bị kẹt nhưng vẫn may mắn thoát ra được khỏi xác thuyền. Ariel ngay theo sau và con cá mập cũng thế. Nó cứ cố truy đuổi hai chị em cho đến khi mắc kẹt vào một cái mỏ neo. Trên mỏ neo có dòng chữ vợ cũ không chịu ký giấy ly hôn. Ariel và Flounder sau khi thoát nạn thì mang đồ đạc vừa tìm được lên mặt nước. Họ gặp Scuttle, một chú mỏng biển am hiểu về con người đến cái mức mà người ta phải hủy show ai thông minh hơn học sinh lớp 5. Ariel mới hỏi chú về những món đồ kỳ lạ kia. Đây là cái gì ạ? Đây là một cái lược. Lược để làm gì ạ? Để ba sáu tặng cho bé Thu và để chải tóc. Còn đây là cái gì ạ? Đây là một cái kèn. Nó giống kiểu cái vỏ ốc nhưng mà thổi được. Nhắc đến kèn, Ariel mới nhớ ra rằng là mình đã bỏ lỡ buổi hòa nhạc ở cung điện. Cô bé và Flounder cần phải về ngay thôi. Và hai đứa vô tình lọt vào tầm khúc xạ ánh sáng của hai con cá lịch đen. Chúng là camera chạy cơm của Ursula, một mụ bạch tuộc xấu xa. Mụ có rất nhiều phép thuật hắc ám và chỉ có 6 xúc tu vì hai cái còn lại quá đắt để Disney đầu tư. Ursula từ lâu đã ấp ủ kế hoạch lật đổ ngôi vương của Triton. Mụ muốn làm Cleopatra của đáy biển và mụ biết Ariel chính là tấm vé cho mụ đặt 6 cái mông của mình lên ngai vàng. Trở lại với nàng tiên cá bé nhỏ, cô bị vua cha khiển trách vì không tham dự buổi tiệc. Flounder vây nhanh hơn não, lao ra bảo vệ Ariel và thế là nói toẹt ra bí mật về việc cô hay ngoi lên mặt biển bấy lâu nay. Con dám ngoi lên mặt nước sao? Con có biết lũ người man dợ đến nhường nào không? Họ không man dợ đâu, họ rất quý con. Chúng không có tình thương đâu. Chúng vắt chanh lên hàu và nậy trai ra lấy ngọc. Còn cha thì lấy phần còn lại để làm áo dú cho chị em bọn con. Để bọn con nhớ rằng là đừng bao giờ ngoi lên bờ. Buồn tủi vì bị cấm đoán, Ariel bèn lui đi, để lại phía sau một đức vua đang thẫn thờ. Ông đẻ con, ông nuôi nó ăn học đàng hoàng, ông hy vọng nó trở thành một công chúa kiêm soprano kiêm niềm tự hào của ông. Bây giờ nó đủ vây đủ đuôi, nó lại muốn làm một miếng sushi. Ông bèn quyết định không thể cứ mềm mỏng chiều hư con gái út nữa. Ông phải cương. Ý tôi là về cách dạy con. Ông cử chú cua cố vấn của ông, ngài Sebastian, theo dõi Ariel. Sebastian bám theo Ariel đến một hang động bí mật, nơi mà cô giấu rất nhiều đồ dùng con người mà cô tìm được. Trái ngược với những mong muốn của vua cha, Ariel vẫn quyết tâm muốn tìm hiểu thế giới trên cạn. Sebastian thấy thế, bèn ra mặt khuyên ngăn, mà chắc chắn là không thể nào mà thành công vì đột nhiên có một con tàu đi ngang qua. Ariel vội ngoi lên xem và thấy một con tàu đang ăn mừng, pháo hoa tung tóe. Cô bơi hết tốc lực về phía con tàu, mặc cho Sebastian can ngăn. Trên boong tàu, người ta đang ca hát và nhảy múa. Ariel thấy những đôi chân đang gõ gót giày lên sàn gỗ, thấy một sinh vật lắm lông có cái mũi thính và cô thấy chàng hoàng tử Eric, birthday boy của bữa tiệc ngày hôm nay. Sao vua cha lại bảo là con người man dợ? Con người đẹp trai mà, đã đẹp trai lại còn đang độc thân bởi vì không muốn một cuộc hôn nhân chính trị. Không chỉ thế, chàng còn mặc quần kaki đến từ 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Unisex đang nhằm nhẹ vị trí hàng đầu trên sàn Shopee Mall. Bạn đã phát chán với những lần mua hàng online từ thương hiệu không uy tín, vải thì mỏng xấu lại còn nhanh phai màu, mua về chỉ thấy tốn tiền vô bổ. Đã có 360 Unisex với chương trình quần kaki giá trải nghiệm chỉ 125k, từ giá gốc tận 419k, nay giảm sâu xuống còn chưa tới 1/3, để bạn có thể sở hữu con quần đét đẹp, dày dặn nhưng vẫn thoáng mát và không kích ứng da, được chăm chút từng đường kim mũi chỉ, kiểu dáng tối giản, tiện lợi để phối đồ cho cả đi chơi và đi làm. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Ariel càng nhìn càng mê, nhủ thầm là đẹp thêm tí nữa thôi là bằng tay tần hàm rồi. Đang say đắm say thì bỗng nhiên một cơn bão ập đến, con tàu chẳng thể nào mà chống chọi lại sức mạnh của đại dương bao la, nhanh chóng mất kiểm soát, lao vào vách đá. Thủy thủ đoàn chạy hết, chỉ mỗi chú chó mắc kẹt trên tàu. Chó là bạn, không phải sợ. Eric quay trở lại con tàu đang cháy, cứu được chú chó. Ai dè, thùng thuốc súng trên tàu phát nổ, khiến Eric bất tỉnh, chìm xuống lòng biển. Ariel vội bơi theo, tóm lấy anh và mang anh vào bờ.
Xét theo nhịp tim mà Scuttle nghe được từ chân thì hoàng tử khả năng cao là đã chết. Nhưng mà không, hoàng tử còn thở, chỉ là chàng đang bất tỉnh, còn Ariel thì có quỷ sau lưng. Cô ước ao muốn được anh nhìn cô mà cười, được trở thành một phần thế giới của nhau. Sebastian đứng nhìn từ xa thì kiểu thôi bỏ mẹ, đức vua sẽ mang mình đi hấp bia mất. Khi hoàng tử mơ màng mở mắt thì cũng là lúc mà có người tới, nên Ariel vội bỏ trốn. Nhưng trong lòng cô dạo dực mong ước được gặp lại Eric lần nữa. Eric thì lại không nhớ mặt nàng, thứ duy nhất mà chàng nhớ là giọng hát ngọt như nước mía 120% đường. Nhưng mà ngọt đến đâu đi nữa thì chàng cũng cần phải về lâu đài thôi. Ariel, Flounder và Sebastian cũng phải về thủy cung. Sebastian tự hứa sẽ không kể gì cho đức vua, nhưng mà con gái đang yêu thì nhìn phát là biết ngay. Đức vua thì râu dài quá ngực chứ có phải là mới đẻ ngày hôm qua đâu. Ông gọi Sebastian đến tra hỏi thì chú cua phải khai sạch. Thế là đức vua tìm đến hang của Ariel, khiển trách cô một trận. Sao con dám tiếp xúc với con người? Chúng là loài man dợ. Không đâu cha, anh ấy đẹp trai lắm. Con gái ta là kiểu người chỉ đánh giá ngoại vật có vẻ ngoài ư? Không đâu cha, anh cung thiên bình đó cha. Cung thiên chắc chắn là hắn từng ăn cá. Không. Hoặc tôm. Không. Hoặc tệ hơn, có thể hắn là người anh. Con không quan tâm, con yêu anh ấy. Yêu ư? Con điên rồi sao? Con điên, trong tình yêu. Thế này thì quá sức chịu đựng của đức vua rồi. Và ông làm điều mà mọi bậc phụ huynh khác sẽ làm, đổ lỗi cho đống đồ chơi của con gái. Ariel ấm ức đến bật khóc, còn đức vua buồn bã quay đi. Ông đã hết cách rồi. Mọi người rời đi, để lại Ariel lủi thủi khóc một mình. Hai con cá lịch bây giờ bơi đến. Chúng bảo rằng chúng có cách để giúp Ariel được ở bên hoàng tử hạnh phúc mãi mãi về sau. Cô chỉ việc đến nhờ Ursula trợ giúp. Ariel thoạt đầu không chịu, nhưng mà rồi cũng xuôi theo. Sebastian và Flounder lại một lần nữa không can nổi cô. Cũng là cờ, nhưng mà cờ U thì đáng mê hơn là cờ Á. Ariel đến gặp Ursula, mụ ta lắc ngực rất là nhiệt và tự nhận mình là vị thánh, cứu giúp những kẻ cần được cứu giúp. Mụ dụ dỗ Ariel rằng mụ sẽ cho cô đôi chân nếu mà cô kịp làm hoàng tử yêu mình trong 3 ngày và trao cho cô nụ hôn của tình yêu đích thực, thì đôi chân đó sẽ là của cô vĩnh viễn. Muốn làm cái gì đó với nó thì làm, đá bóng với đá cầu, nhảy dây bắn bi trốn tìm. Còn nếu mà không chạy KPI kịp thì Ariel phải trở về đây làm đào cho mụ. Kèo này nghe ngon quá còn gì nữa. Và để đổi lấy đôi chân thì Ariel phải trả một cái giá rất là rẻ thôi. Và đấy là cái gì vậy? Đưa giọng hát của ngươi cho ta nếu đồng ý thì nói cái gì cơ? Cái gì cơ? Đưa giọng hát của ngươi cho ta nếu đồng ý thì nói cái gì cơ? Ngươi vừa đồng ý rồi đấy, ký vào đây. Hơi cảm thấy mình bị lừa nhưng mà quá suy để nghĩ, Ariel chốt đơn, ký tên vào hợp đồng mà còn không dành lấy nửa phút để mà đọc cho kỹ điều khoản. Mụ phù thủy bạch tuộc cười xấu xa, giật lấy giọng nói của Ariel, phong ấn nó vào một cái vỏ sò. Mụ biến đôi cá của nàng thành đôi chân, khiến nàng trở thành người thường. Nàng suýt ngộp thở, và ông nào bảo rằng là không dạo dực khi mà thấy Ariel cởi chuồng thì là đồ điêu toa. Flounder cùng Sebastian vội kéo Ariel lên bờ để cô thở, và mang cho cô mảnh vải buồm để che thân. Trùng hợp thay, hoàng tử cũng đang ở gần đây. Chàng vẫn thường thơ thẩn bên bờ biển, tìm kiếm người con gái có giọng hát nước mía 120% đường. Chú chó của chàng đánh hơi thấy mùi quen, dẫn chàng đến chỗ Ariel. Eric cứ thấy cô gái này quen quen, nhưng mà thấy cô bị câm, thì lại đoan chắc rằng đây không phải người mà mình tìm kiếm. Còn Ariel thì cứ như là đi đu idol thành công, lao đến ôm lấy ôm để. Hoàng tử thấy cô gái lạc lõng giữa bờ biển một mình, cứ nghĩ là cô là người gặp nạn, bèn đưa về lâu đài để chăm sóc. Ariel vào cung điện ăn sung mặc sướng, quấn quýt bên hoàng tử cả ngày. Cô lạ lẫm với mọi thứ trên bờ. Cô dùng lược chải tóc giữa bàn ăn. Cô thổi kèn cho hoàng tử vui. Câu này nghe kỳ quá. Sắc đẹp tuyệt trần cũng dáng vẻ ngây thơ của cô nhanh chóng làm trái tim hoàng tử rung động. Đến ngày thứ hai bên nhau, với một chút sự giúp sức của Sebastian và muông thú, hoàng tử đã suýt chút nữa trao cho Ariel một nụ hôn của tình yêu đích thực. Nhưng mà hai con cá lịch xuất hiện và phá đám. Ursula ở nhà quan sát, thấy rằng mình đã đánh giá thấp Ariel, nên mụ đành phải tự thân vận động. Mụ hóa thân thành một tiểu thư cũng lộng lẫy phết, hòng quyến rũ hoàng tử. Và thứ mấu chốt mà mụ sẽ dùng để lôi kéo chàng chính là giọng hát mà mụ lấy được từ Ariel. Hoàng tử tối đó đang định ngỏ lời với Ariel thì bỗng nghe thấy giọng hát 120% đường. Đã thế lại còn tẩm thêm ma thuật của mụ phù thủy biển, khiến chàng bị thôi miên. Sáng hôm sau, Ariel thức dậy, nghe tin hoàng tử sắp làm đám cưới, thì nhảy nhót trong vui sướng. Nhưng rồi nàng vỡ ra rằng, người hoàng tử sẽ cưới là một cô tiểu thư lạ mặt nào đó. Thương cho tấm thân cơ hàn, cô ngồi khóc ở bến tàu, trong khi con thuyền nơi hoàng tử làm đám cưới đang chậm chạp ra khơi. Scuttle vô tri thì cứ tưởng Ariel là cô dâu, định bay tới thuyền để chúc mừng. Ai dè lại phát hiện ra nàng tiểu thư kia là do mụ phù thủy biến thành. Scuttle bay nhanh như chim, về báo cho Sebastian và Ariel biết. Họ bèn vội phân chia công việc, ngăn cản mụ phù thủy đạt được mục tiêu. Binh tôm từng cá hợp sức giúp Ariel đuổi theo tàu của hoàng tử. Chúng phá bính đám cưới giữa chàng và Ursula và khiến chiếc vỏ ốc niêm phong giọng hát của Ariel bị phá hủy, trả lại cho cô giọng hát của mình và trả lại cho hoàng tử tâm trí của chàng. Nhưng ngày thứ ba đã hết, Ariel vẫn chưa được hôn, đôi chân biến mất, chiếc đuôi cá quay trở lại. Ursula đã đạt được mục đích.
tích, mụ trở lại nguyên dạng, tóm lấy Ariel và lôi xuống biển. Vua Triton đang đi tìm con gái thì đụng trúng Ursula, nhưng mà mụ có hợp đồng ký tên Ariel rõ ràng đây này. Từ bây giờ nàng công chúa này là của ba, vì vua già chẳng thể nào mà cứu được con, trừ khi Ursula gợi ý ông lấy thân mình già mà thế chỗ. Triton không tốn đến 2 giây để suy nghĩ, ông lập tức đồng ý để cứu con. Thế là Ursula cười khoái trá, kế hoạch của mụ đã thành công. Mụ biến đức vua thành một củ sâm ngâm muối, đội lên đầu chiếc vương miện và cầm lấy cái đinh ba của đức vua. Nhưng Eric từ đâu xuất hiện, phá đám bà ta. Ursula bắn trượt vào Eric, Ariel giật tóc Ursula, khiến mụ bắn trượt sang hai con cá lịch. Và thế là không còn con cá lịch nào nữa. Điên tiết vì mất đi hai thuộc hạ trung thành, mụ biến thành Oroku khổng lồ, gọi ra mưa bão sấm sét đùng đùng để lấy mạng hoàng tử và công chúa tiên cá. Hoàng tử bèn gọi ra năm siêu thú triệu hồi Super Megazord. Tức là tôi bịa ra, Eric không có Megazord, nhưng mà chàng có một con thuyền. Chàng khéo léo đưa thuyền theo dòng nước xoáy, đâm thủng bụng Ursula. Tôi đoán đây là cảm hứng để họ làm ra cái này sau này. Ursula chết, ma thuật mà mụ dùng để hãm hại mọi người tan biến. Những tiên cá bị mụ hại từ xưa đều trở lại hình dạng ban đầu, kể cả vua Triton. Đức vua thấy được con gái mình đã yêu hoàng tử thiết tha thì cũng cho cô toại nguyện, hóa phép cho cô đôi chân của loài người để cô chạy đến bên hoàng tử Eric, rồi họ đến với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Khả năng cao là từ nay về sau vương quốc này sẽ không bao giờ được ăn hải sản nữa. Chắc vậy, và chúc hoàng tử vui trong đêm tân hôn khi mà cố gắng giải thích với Ariel rằng thứ giữa hai chân của anh không phải là đuôi cá, đây là vịt. Xin chào và hẹn gặp lại.